bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu là một trong những chương trình quan trọng trong tiến trình phát triển công nghiệp nông thôn, qua đó nhằm phát hiện tôn vinh các sản phẩm đạt chất lượng, nhiều tiềm năng, giúp cơ quan quản lý nhà nước xây dựng kế hoạch hỗ trợ phát triển, sản xuất, xúc tiến thương mại. Đây được xem là đòn bẩy giúp các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất mở rộng thị trường, quảng bá thương hiệu, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn. Là một trong 8 cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023, công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển công nghệ Cao Minh Anh, phường Đồng Xuân, thành phố Phúc Yên đã đăng ký 2 sản phẩm gồm đông trùng hạ thảo tươi và đông trùng hạ thảo xấy nhiệt. Đây là sản phẩm có giá trị kinh tế cao, tốt cho sức khỏe. Vì vậy, để tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh năm nay, công ty đã đầu tư máy hấp khử trùng, buồng cấy vô trùng, phòng nuôi được kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, bảo đảm từng giai đoạn sinh trưởng của đông trùng hạ thảo. Công ty phát triển công nghệ cao Minh Anh cũng đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ của bên Sở Công Thương, đặc biệt là trong cái vấn đề làm cái máy móc trong vấn đề sản xuất đông trùng hạ thảo. Ví dụ như là những cái máy sấy thăng hoa để sấy cái sản phẩm đông trùng hạ thảo. Sản phẩm sau khi được sấy xong thì cái chất lượng sản phẩm được nâng cao rõ rệt. Đó. Thứ nhất là về cái dược chất của nấm đông trùng hạ thảo thì được giữ nguyên, đảm bảo giữ nguyên cái hàm lượng dược chất ở trong cái nấm đông trùng hạ thảo. So với cái công nghệ sấy khác thì cái công nghệ sấy thăng hoa này thì nó rất là hiện đại. Hiện tại là đây là công nghệ hiện đại nhất và đã được Sở Công Thương mình hỗ trợ bên công ty rất là nhiều. Đặc biệt đầu năm 2022, công ty được tiếp cận với nguồn vốn hỗ trợ từ chương trình khuyến công với số vốn 150 triệu đồng để đầu tư máy sấy thăng hoa đông trùng hạ thảo. So với phương thức sấy truyền thống, sấy thăng hoa có ưu điểm vượt trội giúp nguyên liệu được bảo quản trong trạng thái khô hoàn toàn, tránh bị ẩm mốc trong thời gian dài, nhưng vẫn giúp cho sản phẩm giữ nguyên được hình dáng, màu sắc, hương vị của đông trùng, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Mong muốn của công ty thì sau khi mà đã được hỗ trợ về các thiết bị trong quá trình sản xuất thì công ty muốn sản xuất thêm nhiều cái sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo và ra mắt thêm ngoài thị trường nhiều cái sản phẩm, mẫu mã sản phẩm nữa để cung cấp ngoài thị trường và phục vụ người dân những cái sản phẩm thật là chất lượng và nâng cao sức khỏe cho người dân. Cũng có sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023. Công ty trách nhiệm hữu hạn Ong Việt, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên mong muốn sẽ khẳng định được giá trị chất lượng sản phẩm mật ong của doanh nghiệp mình, qua đó sẽ là động lực để doanh nghiệp nỗ lực hơn nữa trong việc đổi mới phương thức sản xuất, cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm tạo ra ưu thế cạnh tranh trên thị trường. Sản phẩm mật ong Việt VB của công ty chúng tôi là luôn quan tâm chú trọng đến cái chất lượng của sản phẩm. Chất lượng bao giờ cũng đạt đủ cái tiêu chuẩn chất lượng của mật ong Việt Nam, luôn chú trọng từ những cái khâu tuyển chọn từ khâu đầu vào, đó là chọn lựa mật ong từ những cái trang trại có nguồn gốc uy tín và mật ong được lựa chọn đến đủ cái độ chín đưa về và tích trữ ở trong những cái bồn chứa inox đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, sau đó mới chiết rót ra. Chúng tôi mong muốn khi mà tham dự cái chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2023 năm nay là được đưa cái sản phẩm mật ong Việt cho người tiêu dùng biết đến nhiều hơn, mong muốn là được người dân tiếp nhận và sử dụng rộng rãi trên địa bàn cả nước. Nhằm phát hiện tôn vinh những sản phẩm chất lượng giá trị cao và có tiềm năng phát triển sản xuất tại địa phương, từ năm 2015, 2 năm một lần, Sở Công Thương phối hợp với đơn vị chức năng tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được tiến hành từ cấp huyện đến cấp tỉnh, sau đó các sản phẩm đạt tiêu chuẩn cấp tỉnh tiếp tục được lựa chọn để dự thi cấp khu vực và quốc gia. Trong những năm qua, hoạt động này thu hút nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp ở nông thôn với số lượng sản phẩm tham gia bình chọn tăng qua từng đợt. Đến nay, toàn tỉnh đã có 26 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh. Việc được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đã góp phần khuyến khích các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư, mở rộng sản xuất, xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm, góp phần thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển. Trong cái chương trình bình chọn sản phẩm thì chúng tôi thực hiện trong cái chương trình giai đoạn 2 năm một lần.
Thì trong năm 23 này chúng tôi đã đề xuất Ủy ban tỉnh ban hành được cái kế hoạch số 51 về tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh. Thế thì trong cái việc bình chọn sản phẩm này thì chúng tôi đã nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao. Chúng tôi hỗ trợ các cơ sở này có thể là hỗ trợ về máy móc thiết bị, nâng cao máy móc thiết bị và hỗ trợ phòng trưng bày cho các cơ sở để góp phần cái cạnh tranh của sản phẩm đó. Ngoài ra trong cái nội dung này thì chúng tôi trong cái bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2023 này thì chúng tôi đã sẽ lựa chọn ra được các sản phẩm để tham gia bình chọn ở cấp khu vực và cấp quốc gia. Theo đánh giá của Trung tâm Phát triển Công thương Vĩnh Phúc, các cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được hỗ trợ để hoạt động sản xuất kinh doanh, thị trường tiêu thụ sản phẩm ổn định, doanh thu và thu nhập người lao động tăng lên, giải quyết việc làm ổn định cho người lao động tại địa phương. Để khuyến khích phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hoạt động bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, trong đó tập trung tuyên truyền sâu rộng để các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất hiểu được lợi ích khi tham gia chương trình, đồng thời quảng bá sản phẩm của các đơn vị tham gia bình chọn đến với đông đảo người tiêu dùng, hỗ trợ áp dụng công nghệ mới tiên tiến hơn để nâng cao chất lượng, giảm giá thành sản phẩm, cũng như khai thác tối đa các lợi thế của đặc sản vùng miền, phát triển sản xuất ở quy mô công nghiệp, hỗ trợ các hoạt động sản phẩm tham gia hội chợ triển lãm, xúc tiến thương mại, tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm. Hàng hóa có đạt tiêu chuẩn, có đạt chất lượng hay không nhờ vào các cái công nghệ, nhờ vào các kỹ thuật và nhờ vào cái máy móc tiên tiến trong cái thị trường hiện nay. Mà bây giờ như các cái đơn vị thủ công mỹ nghệ thì họ vẫn là 100% là sản xuất bằng thủ công. Thì bây giờ xã hội nó đã có những cái máy gần như là thay thế một phần của cái việc sản xuất đó, thì họ đầu tư được thì sẽ tiết kiệm được nhân công và tiết kiệm được chi phí, giá thành cũng như cái sản phẩm nó cạnh tranh hơn với thị trường. Năm 2023 trên địa bàn tỉnh có 17 sản phẩm, bộ sản phẩm của 9 cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Trong đó có 14 sản phẩm, bộ sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm chế biến, nông lâm thủy sản và thực phẩm. 2 sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ, 1 sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí. Nhiều sản phẩm đã được chứng nhận 3, 4 sao của chương trình mỗi xã một sản phẩm. Dựa theo các tiêu chí như đáp ứng thị trường, khả năng phát triển sản xuất, tiêu chí về kinh tế, kỹ thuật, xã hội và môi trường, văn hóa thẩm mỹ, ban giám khảo sẽ lựa chọn ra 8 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023. Qua đó kịp thời phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong nước và ngoài nước, góp phần tạo việc làm, thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển.